Sáng nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 19 bị cáo liên quan đến vụ án Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, dùng súng bắn 5 người tử vong xảy ra vào ngày 29 tháng 1. Các bị cáo bị truy tố 4 tội gồm chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 29 tháng 1, Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, đến chơi bạc tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Sau đó, do mâu thuẫn với một số người, nên Tuấn đã dùng súng bắn chết 4 người, một người bị thương, rồi lấy xe cùng hơn 800 triệu đồng bỏ trốn. Tuấn đến nhà Phạm Thanh Tâm, tức Tí Bà Dờm, nhờ chuyển túi tiền cho vợ. Trên đường bỏ trốn, Tuấn Khỉ tiếp tục cướp xe máy và bắn chết một người khác. Trong quá trình lẩn trốn, Tuấn bị tiêu diệt vì chống trả lực lượng truy bắt. Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thanh Tâm bị xét xử về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. 18 người khác bị cáo buộc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 18 tháng 12.